Lục bình bằng đồng mạ vàng 24K là đồ vật trang trí không gian phòng khách, phòng thờ, nhà thờ cao cấp, giàu ý nghĩa sâu sắc. Trước hết, lục bình bằng đồng được gửi gắm lời chúc thu hút tài lộc vào nhà. Nó khẳng định khát vọng vượng tài, mơ ước về cuộc sống no đủ, sung túc. Hình dáng của sản phẩm là đặc trưng của lọ lục bình. Như vậy, nó hướng đến việc thu hút nguồn năng lượng tốt, tích lũy cát khí. Không những thế, những hình ảnh được khắc họa trên bề mặt lọ hoa cũng có công năng phong thủy. Sự hiện diện của bát tiên thể hiện vượng khí dâng đầy. Các vị tiên đều có pháp lực mạnh mẽ. Bát tiên đại diện cho sự trường thọ, sức khỏe dồi dào, tài lộc sung túc, công danh thăng tiến, trí tuệ thông thái, xua đuổi tà ma. Ngoài ra, hình ảnh tám quẻ trong bát quái cũng góp phần khẳng định cuộc sống viên mãn. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.